Vụ hè thu đã qua hơn một tháng nhưng đến nay còn 824 hecta đất lúa của nông dân tỉnh Phú Yên vẫn không thể gieo xạ. Nguyên nhân là do nắng nóng đỉnh điểm nhiều tháng qua đã làm cho nhiều khu vực bị nhiễm mặn và thiếu nước tưới. Vụ lúa hè thu năm nay, nông dân tỉnh Phú Yên chỉ gieo xạ hơn 23.840 hecta, còn lại hơn 820 hecta đến nay vẫn không thể xuống giống, chủ yếu tập trung tại thành phố Tuy Hòa hơn 310 hecta, các huyện Đồng Xuân 180 hecta, Sông Hình 100 hecta, Phú Hòa 80 hecta, Tuy An 79 hecta và Tây Hòa 4 hecta. Trong khi đó tại chiều chân ruộng bắt đầu xuất hiện chuột, ốc bưu vàng cắn phá, bệnh khô vằn và các loại sâu gây hại. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên, ngay từ đầu vụ, ngành đã khuyến cáo nông dân chỉ sản xuất cây lúa ở vùng bảo đảm đủ nước tưới xuất vụ. Những diện tích không đủ nước thì chuyển sang cây trồng khác như bắp lai rau đậu thực phẩm và các loại hoa màu vì tiêu thụ ít nước nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả kinh tế thế nhưng do nắng nóng gây gắt kéo dài và xâm nhập mặn nhiều diện tích cây trồng cạn cũng bị khô héo nguy cơ chết cao nếu trời không mưa